chào cả nhà, lại là Christine đây. Hôm nay thì mình qua một cái phần là âm rè Bacos nha. Mình sẽ sơn một lớp âm rè trên cái màu nền nhạt. Sau đó thì mình hơ 10 giây. Hơ xong 10 giây thì mình sẽ tráng qua một lớp áo là gel powder. Xong rồi thì mình sẽ lấy những cái màu đậm và mình sẽ nhúng theo hình dạng là 70%, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Phần đầu móng mình cần đậm hơn thì mình sẽ nhúng nhiều lần hơn. Khi mà mình nhúng như vậy thì mình sẽ đạt cái độ đậm mà âm rè mình cần. Khi xong rồi thì mình chỉ việc là mình phủi sạch thôi. Và mình sẽ cover bằng hai lớp top để chắc chắn mặt móng của mình được bảo vệ và tăng độ bóng. Đối với phần âm rè Bacos này, mình có thể là áp dụng cho tất cả các màu đậm trên thị trường với tiêu chí là mình màu nhạt ở trên nền móng và âm rè sẽ là màu đậm. Nên khi mà mình lựa chọn những màu này, nên lựa những cái màu đậm để mà mình làm âm rè nha. Với cái màu đỏ và đen thì hầu như anh chị rất là sợ, thì với cái âm rè Bacos này mình đều áp dụng được. Và cũng y chang như vậy luôn, là mình sơn một lớp thật là mỏng, hơ qua 10 giây, tráng qua một lớp áo. Sau đó thì mình sẽ sử dụng màu đen. Pigment càng đậm thì âm rè của mình lên màu càng nhăn. Thì mình đi theo hình dạng ruộng bậc thang nha cả nhà. Đó, càng xuống thì càng đậm. Thì như vậy thì âm rè của mình sẽ đẹp rồi. Xong hết rồi thì mình chỉ việc là cover hai lớp top thôi. Âm rè Bacos sẽ giúp chúng ta giải quyết vấn đề nỗi sợ của âm rè với những cái màu khó. Xin chúc cả nhà thành công. Nếu cả nhà thấy video này hay thì nhớ bấm nút like và share giúp cho Christine nha. Thank you cả nhà rất là nhiều.